Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn về bộ nồi 6 của KHG. Đây là một trong những cái thương hiệu phổ biến và thuộc dòng phổ thông tại Đức. Như bạn nhìn thấy thì bộ nồi này khá đặc biệt vì nó có đến hai nồi cỡ 24 cm, như hai nồi bên dưới này. Bạn nhìn thấy là nồi rất là to. Hai nồi này được bố trí có đường kính như nhau nhưng mà nó có chiều cao khác nhau nên là dung tích của nồi sẽ cũng khác nhau. Đây, đây là nồi 24 cm cỡ thấp hơn. Các bạn nhìn thấy thì thép không gỉ, rất là sáng, bóng. Còn đây là phần vung nồi này. Được thiết kế cũng rất là chắc chắn và đẹp. Bộ nồi rất là dày dặn. Với nhà đông người thì các bạn có thể sử dụng bộ nồi này. Nó rất là phù hợp vì bạn có thể ninh măng hoặc là nấu nhiều món mà cần phải nồi lớn. Còn đây là hai nồi cỡ 24 cm, cỡ 20 cm của họ. Ở đây bạn nhìn thấy dung tích nồi này là 2,5 lít này. Và một nồi nữa cũng cỡ 24 cm nhưng mà dung tích nồi có thể lên đến là 3 lít vì chiều cao hai nồi này là cũng được bố trí khác nhau mặc dù là nó có cùng đường kính miệng. Và cuối cùng là cái nồi cỡ nhỏ nhỏ 16 cm phù hợp cho các cái món mà mình nấu ít thôi. Hoặc là những món mà mình hâm lạnh thì có thể chỉ cần dùng những nồi bé như thế này. Bộ nồi rất là dày dặn và thiết kế cũng khá là đẹp. Bạn nhìn thấy cái lớp đánh bóng của thép không gỉ bên ngoài rất là sáng bóng và được làm rất là tinh xảo và cầu kỳ. Phần quai nồi rất là chắc chắn và thiết kế quai nồi này để tránh cho cái việc mà truyền nhiệt khi nấu và các bạn có thể cầm mà không bị nóng tay trong quá trình nấu. Bên dưới đáy nồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là có logo rồi có những cái biểu tượng là nồi dùng cho tất cả các loại bếp bao gồm cả bếp từ. Đáy nồi rất là dày. Đấy, đây là cái nồi cỡ nhỏ, nồi 16 cm mà các bạn nhìn thấy là đáy nồi rất là dày, cầm nồi rất là chắc tay. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của Guto nhá. Mong các bạn sẽ ủng hộ Guto thêm.